Hello, hello các bạn. Thì chiều hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây bông trang hay còn gọi là hoa mẫu đơn, giống Mỹ, màu đỏ và màu vàng. Mọi người hay lầm tưởng là bông trang Mỹ màu vàng với màu cam nó là hai cây loại khác nhau, nhưng mà thực ra là có màu vàng hả mọi người ơi. Đây, khi mà nó trổ, mới trổ á, còn búp, nhìn nó còn đậm thì nó hơi hơi ngả màu cam. Và khi nó trổ mà nở rực xòe ra rồi thì màu cam nó lợt, cho nên nhìn nó ra màu vàng. Còn phía bên đây là cây bông trang Mỹ màu đỏ. Màu đỏ này là đỏ nhung nha các bạn. Đây, đỏ đậm, đỏ nhung. Cái lá loại này lá dài. Đây, phía trong đây là lá tròn bóng. Các bạn thấy thấp thoáng ở dưới này là cây bông trang màu trắng. Giờ này 5:30 chiều cho nên hơi tối một xíu. Các bạn thông cảm nhé. Này, cái bông Mỹ vàng khi nó búp, cái bông nở kế bên. Các bạn xem cái bông bên này nở to tròn nè. Rồi, mình giới thiệu sơ lược cho các bạn xem cái bông trang Mỹ màu vàng với màu đỏ mình để nó kế bên nhau để cho dễ thấy so sánh giữa hai màu để các bạn lựa chọn. Rồi, mình tạm dừng video ở đây. Mến chúc các bạn có một buổi tối bên gia đình thật là ấm áp. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.